Quyền quỹ Dinh Thạnh tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện nghị quyết số 05 và nghị quyết số 06 của quyền quỹ về xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và quy tính, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn 2021-2025 và tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ trực thuộc đảng quỹ cơ sở. Qua 2 năm triển khai thực hiện, quyền đã cử 191 cán bộ đảng viên đi đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn sau đại học, trình độ lý luận chính trị và cử 765 lượt cán bộ công chức đi đào tạo bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ. Công tác trà soát bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2020-2025 và quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2025-2030 đảm bảo đúng quy trình quy định. Ban Thường vụ Quyền ủy đã chỉ đạo sắp xếp kiện toàn các chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở. Đến nay, quyền có 119 trên 154 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở có ban chi quỹ.